Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà đi kiểm tra xem thử là cái máy tính của mình chạy cái chuẩn Legacy hoặc là UEFI. Thì thưa quý vị, ở những cái bài trước thì mình cũng đã nói về hai cái chuẩn này rồi, cũng như là trong những cái file Ghost thì mình cũng có đề cập đến hai cái từ khóa này hơi bị nhiều, là có nghĩa là Ghost Win 10 chuẩn Legacy hoặc là chuẩn UEFI hoặc là chuẩn Win 7 chuẩn Legacy hoặc UEFI. Thì cái hai cái từ khóa này thì mình cũng đã vừa giải mã cho các bạn xong rồi, bây giờ thì mình sẽ bày cho các bạn cái cách để các bạn kiểm tra xem thử là cái máy vi tính của các bạn sử dụng ở chuẩn UEFI hoặc là Legacy. Vậy thì có rất là nhiều cách đơn giản, có rất là nhiều cái cách để mà các bạn có thể kiểm tra được cái cấu hình của máy vi tính, và những người không chuyên về công nghệ thông tin có thể kiểm tra được một cách rất là dễ dàng. Vậy thì mình sẽ đi từ đơn giản đến phức tạp cho các bạn dễ thấy ha. Cách thứ nhất là vào cái PC hoặc là My Computer hoặc là Computer, tùy theo cái phiên bản hệ điều hành Windows. Ở đây là mình dùng Windows 10 cho nên là cái biểu tượng My Computer của mình là PC. Đây. Mình kích đắp vào cái ODC, sorry, mình kích phải vào cái ODC và chọn Property. Đấy, các bạn vào mục hardware, chọn đúng cái ổ đĩa của mình nhé. Ở đây là mình dùng cái ổ Kioxia, là cái ổ SD của mình, ổ cứng của mình đó. Mình có thể mình bấm nút vào đây được như hồi nãy mình vừa thao tác, hoặc là mình ấn nút Property ở dưới này cũng được. Theo mình thì mình bấm nút cho nhanh chắc. Đấy, các bạn vào mục Driver, sorry, vào một volume, các bạn vào một volume rồi sau đó các bạn bấm populate, đợi một lát cho nó nhận dạng ổ cứng. Đây rồi, các bạn cũng làm lại cái bước hồi nãy mình vừa mới làm, cái này làm hai lần mà, bởi vì nó đảm bảo cái tính an toàn dữ liệu cũng như là an toàn hệ điều hành, cho nên là Microsoft thiết kế như vậy. Các bạn vào lại một volume, các bạn bấm populate. Đấy, nó ra là View Partition Table, có nghĩa là dùng chuẩn UEFI đó. Còn nếu như mà những cái máy tính nào mà sử dụng cái chuẩn Legacy BIOS là cái Partition Style nó sẽ ghi là Master Boot Record, ghi là M hoặc là MBR. Ở đây là những cái máy tính đời cũ là nó ghi như vậy, còn ở đây là mình dùng cái máy tính chuẩn UEFI cho nên là nó ghi là Good Partition Table. Đây, đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là các bạn vào CMD, Command Prompt hoặc là MS-DOS. Thì cái MS-DOS nó như thế nào thì mình cũng vừa mới nói trong những cái bài viết trước rồi. Bây giờ thì từ Windows XP trở đi là nó thay bằng CMD. Sorry, từ Windows 2000 chứ. Từ Windows 2000 là nó thay bằng CMD rồi, là nó không còn phụ thuộc vào MS-DOS nữa. Nó chỉ là một cái giống cái công cụ dùng để gọi lệnh thôi. Các bạn gõ vào Discord, tắt Unicay đi, gõ như có Unicay vào nó dễ bị sai lắm. Các bạn gõ vào Discord, gõ đúng cú pháp như thế này nhé, không được sai nhé. Các bạn Enter pháp. Đấy, cái giao diện của chương trình Discord nó ra. Các bạn gõ vào list đi, gõ đúng cái cú pháp nhé. Đây, Enter một phát. Thì nhìn vào đây thì cái disk không, có nghĩa là cái ổ cứng của máy tính mình, và cái dấu sao GPT đó được tích là chứng tỏ là máy tính của mình dùng chuẩn UEFI. Còn nếu như mà chữ GPT mà nó không có tích ở chỗ này thì máy tính của các bạn dùng chuẩn Legacy BIOS. Vậy thôi. Đấy là cách thứ hai. Và cái cách thứ ba đó là các bạn Windows, các bạn ấn tổ hợp Windows R hoặc là Windows Quay đối với lại Win 8 hoặc là Win 10, hoặc là bấm vào cái ô tìm kiếm luôn đối với lại Windows 10 trở đi. Thì các bạn gõ vào System Information. Đấy, nó ra sẵn rồi đây, System Information, để ý là cái biểu tượng nó như thế này nhé. Đấy, các bạn gõ vào đây. Đấy, nó ra. Thì ở đây nó thấy rất là rõ luôn. Từ cái bản Win 7 trở đi á, thường thường là Win 7 hoặc là Win 8 ra đi, nhưng mình Win 10 là không nói rồi, Win 10 là cái bản mới nhất rồi, thì nó sẽ ghi rõ là máy tính của bạn đang dùng cái chuẩn nào,
Hay nói cách khác là nó có thể khởi động bằng cái chuẩn nào. Thì ở trên máy tính của mình thì nó ghi sẵn là BIOS mode là UEFI, là có nghĩa là mình đang sử dụng chuẩn UEFI. Còn nếu như những cái máy tính cũ hơn thì nó sẽ ghi là Legacy, chứng tỏ là bạn dùng Legacy BIOS. Đó là cái cách thứ tư. Và cái cách thứ năm nữa đó là các bạn phải dùng phần mềm của bên thứ ba. Thì mình chủ yếu mình dùng cái phần mềm HW Info, có nghĩa là Hardware Info. Cái phần mềm này kiểm tra rất là chi tiết luôn nhé. Info, bạn search Google thôi. Đây, hwinfo.com, các bạn vào cái trang này nhé. Rồi nó ra cái thông tin cơ bản thì ai xiên thì có thể đọc, nhưng mà nếu như không chiên thì cứ download về và dùng thôi, free download. Nhớ là các bạn chọn portable nhé, chứ đừng có chọn bản installer, bởi vì chọn bản installer nó sẽ cài đặt vào OC của máy tính của bạn, và nhiều khi cài đặt vào nó cũng mệt một chút. Còn dùng cái bản portable là bạn chỉ cần tải về và chỉ sử dụng ngay thôi, do đó là nó đỡ tốn thời giờ của bạn, cũng lại nó đỡ lằng nhằng hơn. Mình chọn cái bản portable, các bạn chọn cái server nào đó thôi, các bạn vào đây và các bạn chọn server thôi. Ở đây mình giả sử mình chọn cái server là local US, và các bạn chọn cái server nào tùy các bạn. Ở đây mình chọn local US là chọn cái server của Mỹ để download. Đây, chỉ việc download về thôi, chọn server nó sẽ tự khắc ra nó về cho bạn. Đấy, xong rồi nó có cái file tên là HWI, cái phiên bản chấm dứt, bỏ nó thôi. Các bạn có thể chạy trực tiếp trong Winrar cũng được, hoặc là có thể giải nén ra và chạy cũng được, không có vấn đề gì cả. Tùy theo cái hệ điều hành của bạn mà chọn cái bản phù hợp thôi. Nếu như cái máy bạn 32 bit, bạn chọn 32, còn 64 là bạn chọn 64 thôi. Ở đây máy mình là 64 cho nên mình chọn 64. Đây. Chọn run. Cái đằng này. Đây. Tắt cái này đi. Không có update cũng như gì hết. Đây, ở đây nó ghi rõ cái thông tin về cái hệ điều hành này. Thì ở đây là hệ điều hành của mình là đang là chuẩn UEFI, thì cái dấu màu xanh này nó sáng lên và nó sẽ ghi rõ trạng thái là UEFI boot là present, có nghĩa là máy mình là đang dùng những UEFI. Còn cái secure boot thì ở trong cái bài viết trước mình cũng đã có nói rồi. Secure boot tích hợp từ năm 2012 và nó giúp cho cái việc mà khởi động hệ điều hành nó an toàn hơn so với lại không có secure boot thôi. Thì ở đây mình tắt secure boot do mình sử dụng hai hệ điều hành cùng lúc, hoặc là mình boot từ mình thường xuyên cứu hộ máy tính bằng USB, cho nên là mình tắt cái chế độ này đi để mình dùng Ubuntu cho nó đỡ rắc rối. Đây, và kiểm tra sâu hơn một chút nữa đó là cái máy tính của bạn có hỗ trợ chuẩn UEFI hay không, hay nói cách khác là cái mainboard của bạn có hỗ trợ UEFI hay không. Thì mình xin khẳng định một điều đó là những cái máy tính mà sản xuất từ 2012 trở đi là đều hỗ trợ UEFI hết, và những cái máy tính nào thực sự nó cũ quá mức quy định mới không sử dụng được, chẳng hạn như những cái máy tính mà G31 hoặc là sau cái 378 vân vân, những cái máy tính nó cũ rất quá rồi. Thậm chí như cái máy tính bàn của mình ở nhà cũng vậy, máy tính bàn mình cũng cũ quá rồi cho nên nó không hỗ trợ UEFI thôi. Chứ những cái máy tính mà từ 2012 trở đi, những cái máy tính mà Core i3, i5, i7 trở đi là mới hỗ trợ, chứ những cái máy mà Core 2 Duo thì nó không hỗ trợ. Vậy thì làm cách nào? Thế thì mình vào cái motherboard. Motherboard mình chọn cái thẻ motherboard ở đây. Đây, chọn cái thẻ motherboard bên cái này thôi. Bên kia không nhìn bên trái thôi. Chọn không nhìn bên trái thôi. Đó. Mình bấm vào đây. Để ý nha, bạn để ý nhá. Đây, thì nó ra rõ luôn. Ở đây là cái main mình nó mới kích đầu cho nên là không phải nói nữa. Cái máy tính mình nó mới mình mới mua năm 2020 cho nên là khỏi phải nói nữa. Có hỗ trợ chuẩn UEFI cho nên nó sáng đèn lên, nó ghi là capable. Chứ như cái máy tính bàn nhà mình thì cái chỗ này nó màu đỏ và nó ghi là not present, là cái máy tính nó không có hỗ trợ UEFI, cho nên là chỉ chạy duy nhất một cái chuẩn legacy thôi, chứ nó không có chạy song song hai chuẩn được. Ok, vậy thì trên đây là những cái cách mà để kiểm tra cái máy tính sử dụng chuẩn UEFI hay là legacy, cũng như là cái cách mà để kiểm tra là cái máy tính của bạn có hỗ trợ chuẩn UEFI hay không. Vậy là
Mình hy vọng chúc các bạn thành mình hy vọng là các bạn sẽ thành công và kiểm tra được cái máy tính của mình một cách là đơn giản để việc cài cái Windows cho nó đúng. Vậy thì cái video mình xin kết thúc tại đây và cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những cái video lần sau. Và quý vị nhớ là subscribe cho em ở cái nút phía dưới của cái kênh của em hoặc là vào thẳng kênh của em để sẵn cái link ở dưới để mà subscribe luôn. Hoặc là bấm cái nút đỏ ở YouTube cũng được để ủng hộ em nhé. Xin chào tất cả mọi người và chúc mọi người một ngày vui vẻ.